Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú mời vị đến thăm cô hai vị. À, ngày xưa cô hai lúc mà chưa có tu đó vị, thì làm gà, rồi làm vịt, rồi cũng có sát sanh đó vị. Cho nên đó là bây giờ gặp nhiều cái cảnh éo le. Cho nên hôm nay Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đến với một vị tu sĩ, cư sĩ tại gia mấy chục năm bởi vị. Và lúc trước làm ăn á, có tiền á, thì một năm cô phát gạo ba tháng vì ba lần à, cho nên á, là bây giờ Châu Phú cũng xin đại diện Mạnh Thường Quân đi đến nhờ cô chia sẻ ra những cái câu chuyện nhân quả đó vị. Rồi bây giờ cái chân của cô nè đó, con chào cô hai nha. Ồ, cái chân sao dở lên cho con thấy hả cô hai? Thôi được rồi cô, bây giờ cô khỏe hả cô hai? Khỏe vậy đó hả, thương quá. Cái, và cái chân này đau không cô? Nó bị gì đau không cô? Tại vì mình đi đi là không có đi xa nổi đâu. Dạ. Rồi chạy chiếc xe 50 đó, rồi đi đâu muốn đi đâu thì chạy được. À. Chứ còn ở nhà đi bộ là không có đi nổi đâu. Vậy ha cô? Dạ. À, thì thưa cô, ngày xưa cô làm gà là mấy năm cô? Có làm thì không có nhiều, mà một năm cắt đó, 3-4 con, mà mười mấy năm như vậy đó. Một ngày 3-4 con hả? Dạ. Dạ. Làm không có nhiều. Ngày 3-4 con ha. Dạ, nhớ lợi rồi rung mình rung mẩy hết trơn, sợ quá trời. Rồi cô sửa là cô tu trong vòng bao lâu rồi? Tu cũng lâu rồi. Mười mấy 20 năm gì rồi. Mười mấy 20 năm ha, sợ là dạ. Sửa lại. Rồi trong cái lúc mà cô sửa cô có thèm đồ mặn không cô? Không, không có thèm chú. Lúc đó ăn chay được 3 tháng mấy lúc đó cũng còn thèm. Dạ. Tới 6 tháng rồi cũng còn thèm nữa, rồi sao rồi từ ấy tới giờ. Sao rồi bây giờ không có thèm gì chứ. Không thèm nữa ha. Dạ. Miễn ăn vô ăn có gì mặn là ăn được à. Dạ 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 có dạ. Có khi không có đồ ăn thì ăn muối tiêu hay là bát chan nước tương gì ăn à vậy. À vậy đó ha cô. Dạ. Vậy là cũng dễ ăn ha. Dạ, rồi cái lúc đó mà cô mới vừa tu đó, cô sợ đó, thì cô thèm rồi cô có cách nào khắc phục không cô? Gán chịu. Gán chịu à? Dạ. Lúc đó niệm Phật hay sao? Niệm Phật. Vậy đó ha. Dạ. Dạ thương quá vị. Thì dạ. Kính thưa vị, bây giờ là Châu Phú thấy là ở nhà của cô có cái tủ bún chay nữa kìa. Ngày xưa có bán bún chay nữa hả cô? Cái bà kia bán, tôi không có bán. À vậy đó ha. Dạ. Và kính thưa vị, hôm nay Châu Phú muốn gửi đến quý vị đó là đoạn video em của cô, hai người em quý vị. Và vừa mất, và em của cô á, khi mà mất rồi đó cũng về báo cho bà con ở xóm đó biết á, là mình đi học tiếp tục, đi tu tiếp tục vậy. Đó là một cái câu chuyện cũng rất là đặc biệt. Và đồng hành với Châu Phú hôm nay là có cô Tư Xã Tiết, ngày xưa cũng từng làm gà đó. Bây giờ hai bạn gà gặp nhau đó, ngày xưa cũng làm gà không đó, cho nên sẽ mời quý vị và các bạn sẽ chia sẻ. Tôi làm gà mà còn xịt xài nữa chứ phải làm gà không. Xịt đó. Xài nữa hả cô? Dạ. Theo mà kiến đó. Kiến nữa hả? Dạ. Nhưng mà bây giờ cô thấy có gì lạ trong mình không? Cái chân không á? Bây giờ thì nó cũng bệnh đủ thứ hết rồi. Nó có chăm chích gì không cô? Nó có chăm chích mà bệnh đủ thứ chứ. Sao chị không nói mấy năm gì trước nó quýu dò quýu cẳng chứ đi đâu được đâu. Mới hết đâu có chừng mấy tháng nay đó. Mới hết đâu chừng tháng ngoài hay tháng nay à. Nó quéo cái giò lại ha. Đi lúc đó là đi không có được. Đi lụm cụm lụm cụm. Bị khi mà mình xịt con kiến đó. Đi mất chấm gậy. Dạ. Con kiến nó quéo giò lại nó mới chết. Dạ quéo giò. Bây giờ từ chỗ đó là mình sẽ bị vậy đó ha. Bị đó. Thì kính thưa vị. Chẳng qua đó là muốn kể ra những cái câu chuyện mà nhân quả đó. Đang cho bà con sửa bà con tu thôi. Chứ những cái câu chuyện này đó là đúng ra các cô là cũng giấu kín. Cũng mình đâu có chia sẻ ăn chi, những bậc giác ngộ mới dám chia sẻ như vậy thôi. Cho nên là hôm nay Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành đến video của Châu Phú. Hy vọng là những video này gửi đến quý vị đó, nếu mà có gì điều chi mà sơ sót đó thì mong quý vị thông cảm bỏ qua. Còn nếu mà hoan hỷ thì thấy vui á, thấy hay thì cố gắng chia sẻ cho bà con để mà mình cùng nhau tinh tấn tu hành. À, đến ngày viên mãn. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Mời quý vị tiếp tục chương trình. Rồi con chào cô hai. Mời cô hai, cô Tư. Chào chị Liên vô ngồi luôn ha. Dạ.
Nam Mô Di Đà Phật, kính thưa quý cô chú anh chị, thì bây giờ cho Phú xin giới thiệu đến quý vị là đây là cô Tư xã Tuyết, còn đây là cô Hai. Cho Phú đã đến được nhà và xin phép để cô Hai có thể chia sẻ ra những cái câu chuyện ngày xưa lúc mà chưa tu và bây giờ tu như thế nào. Thì cho Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con chào cô Tư, chào cô Hai. Thì thưa cô Tư, hôm nay cô Tư giới thiệu đến với con đó là hộ của gia đình cô Hai này, sao mà cô Tư biết vậy cô Tư? Thì cho Phú hỏi, cô Tư cũng xin tư vấn tất cả những cái gì mà cô Tư biết. Dạ. Thì coi như cách đây chị Hai này tu trước Tư. Dạ. Tu trước Tư cỡ 7-8 năm lận. Dạ. Rồi Tư mới có mười mấy năm, chị cũng hai mấy năm rồi đó. Rồi thành thử ra từ cái chỗ là đi làm tất cả những việc thiện, rồi mới đi chung với nhau, rồi hiểu biết với nhau lâu ngày. Mà hôm nay đó là thấy trên cái nhịp cầu của Châu Phú nằm bên Phước Thiện. Cho nên chị trong lúc này chị cũng đang gặp cái khó khăn. Cho nên tôi cũng đại diện chị mà nhờ Châu Phú để giúp đỡ dùm cho chị trong lúc này. Trong khi một nắm khi đói bằng một gói khi no, mà chị hiện tại bây giờ chị rất là khó khăn. Vậy đó ha. Nhưng mà thì kính thưa quý cô chú anh chị, cô Châu Phú khi tới đó vị, cô tuy gần khó khăn mà cô sợ vị, sợ thọ nhận của quý cô chú đó, rồi chả tu, nếu mà tu là sai việc tu, sợ tu hoài tu chả không có nổi đó, sợ mình đi lạc. Cho nên đó là Châu Phú nói là núi cao nhờ đá chắc thành, đạo cao nhờ có bạn lành trợ duyên. Thì quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á, khi mà buông ra rồi á là ba la mặt các vị. Tại vì Đức Phật Đức Thầy cũng có câu đó, giúp người không đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Cho nên sau khi mà Châu Phú chia sẻ với cô đó, thì xin phép để mà quay một đoạn video này gửi đến quý vị. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nghe những cái câu chuyện của cuộc đời của cô. Và bây giờ thì thông báo đến quý vị đó là gia đình của cô đó là từ trên tới dưới anh chị em tu hết quý vị, và có hai người mất, và khi mất rồi đó có ba người mất, có hai người ở đây, hai mất vợ nè. Chồng là hai đứa em với bà già ruột mới mất có bảy, bữa nay nó là 6 ngày. Dạ. Yeah. Thì hai người đó mất là có người ở gần đây đã nhìn thấy hai người đó về, thì thông báo là cũng như mình đã đi tìm cái chỗ mà để tu tiếp quý vị. À, được về cái cảnh giới an lạc. Cho nên thì mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành nghe nhân vật chính kể, đó là cô Hai. Dạ con chào cô Hai. Cô Hai có thể giới thiệu là cô Hai tiếng mấy, tên gì hết cô? Tôi tên Hai mà cũng thứ hai luôn nữa. Dạ. Trước kia cũng như là mới bằng đầu thì hai anh em đi cầu nguyện không à. Rồi một khi mới có đi không đâu được 5-7 năm gì đó, cái con em dâu nó bị ung thư phổi, nó chết đi. Yeah. Rồi tới thằng em thứ bảy là chồng của con nhỏ chết đó, thì nó cũng dần dần nó cũng mất theo. Rồi em út cũng bị mất nữa, rồi thằng em thứ sáu nữa. Rồi nói không biết cái nghiệp gì mà anh em đã đi hết trơn, bây giờ còn hai đứa mà. Hai đứa lớn còn khúc nhỏ đi trơn rồi. Bây giờ không còn ai hai trơn. Hai đứa lớn là chị với lại người thứ tư đó. Ừ. Tôi với người thứ tư, còn cái khúc từ thứ sáu trở lên đó là đi hết rồi. Con trai không à? Rồi bây giờ còn có hai cô cháu tôi ở đây à. Rồi bây giờ không biết nói sao cho hơn nữa. Dạ, thương quá ha. Dạ thì thưa cô Hai. Thì con được biết đó cô Hai. Ngày xưa lúc cô Hai chưa có tu đó, thì cô Hai làm cái nghề gì cô Hai? Cô Hai có thể chia sẻ qua bây giờ. Lúc cô Hai còn khỏe thì cô Hai cũng xịt xài. Rồi thời gian sau rồi cũng có cắt cổ gà mười mấy năm. Rồi một khi cô ngộ, cô khóc quá trời khóc luôn, cô sợ quá trời sợ. Cô Thượng Tâm bảo được là cô khóc dữ lắm luôn. Cái đó là quá ai đó? Trời sợ rồi. Ai dìu dắt cô, ai hướng dẫn cho cô, độ cho cô mà cô sợ cô? Cái thằng thứ bảy này nè, thằng chết này nè, theo ông gịch hoài. Nó nói bà chừng nào bà mới chịu ăn chay. Rồi cái nghe lời em cái rồi ngã ăn chay rồi. Tới chừng ăn chay rồi nhớ lại cái mình cắt cổ gà buông ra.
gà vịt mà buông ra con vịt nó đi say sẩy, trời ơi nhớ là sợ quá trời sợ. Khúc đó là kêu bằng không biết sao mà nói, khóc, lúc đó khóc dữ lắm. Lúc đó là quá sợ rồi. Rồi từ đó tới bây giờ thì ăn chay luôn. Vậy đó ha. Rồi cô có duyên mà cô gặp được vị nào mà độ cho cô, hay là trong cái lúc mà cô làm mà mười mấy năm đó cô có gặp những cái con vật đó nó về không cô? Cái gì thì không thấy mà mình nhớ là mình sợ vậy đó. Quán lại ha. Quán lại rồi nhớ chuyện mình làm vậy đó, quá trời sợ. Sợ mà khóc dữ lắm luôn á phút đó. Mình sợ là trong cái tâm của mình suy nghĩ đó là là ông bà hay là các huynh đệ đầu thai chuyển kiếp trở lại, hay là mình sợ mình phải đầu thai trở lại để cho người ta giết lại không? Thì sợ đủ thứ hết trơn á chú ơi. Nhớ lại cái mình sát sanh đó, mình cắt cổ mà buông ra rồi người ta đi sân sẩn. Rồi quá sợ luôn. Lúc đó là chỉ biết khóc thôi chứ không biết nói gì chứ. Rồi thời gian nào chị mới bị tai nạn? Đúng rồi. Trong thời gian sau đi mua bán hột đào, rồi người ta thiếu nợ có 10.000 đồng bạc à. Tiền đó đó mà đi vô nhà, đi vô cái bãi mìn rồi bị nổ. Đừng có nói, đừng có nói. Nói bãi mìn được ha. Vậy đó rồi bị nổ rồi. Mang tật tới giờ cũng lâu rồi. Nổ là chị bị ảnh hưởng cái gì? Bị nổ cái giò banh hết trơn. Cục hết cái giò đó đây. Dạ. Cái giò giả. Bây giờ là cái chân của cô là một cái chân giả nha quý vị. Thì thưa cô, sau khi mà cô tu tập đó, rồi cô quán lại đó, tại sao mà biết bao nhiêu người đi mà ta không bị mà mình bị đó, thì cô quán lại cô suy nghĩ cái đó là nguyên nhân gì sao đó cô? Thì mình nghĩ chắc mình cũng có làm gì sai đó cho nên mình mới như vậy. Là từ đó tới bây giờ tôi nghĩ là chắc tôi cũng làm cái chuyện gì đây mà cho nên nó bị tật như vậy. Chứ giờ không biết nói gì nữa. Dạ, rồi cô có gia đình không? Có gia đình, chồng mất rồi. Dạ, rồi con có hai đứa con mà nó cũng mần thì nó cũng đủ lũng vậy thôi. Dạ. Có đứa gái lớn nó mần, càng mần là càng nợ mà nó cũng ăn chay cũng mười mấy năm. Dạ, ăn hết nha. Hai vợ chồng. Dạ. Vậy là gia đình cô đa số ăn tương không luôn hả? Dạ. Quá tuyệt vời. Thì thưa cô, trong cái lúc mà cô làm nghề đó cô, thì mười mấy năm trời, thì sau khi mà cô ngủ hàng đêm đó, thì cô thấy có ngon hay không? Rồi từ cái lúc mà sau khi cô bỏ nghề cho tới bây giờ cô ăn chay niệm Phật làm lành đó, mặc dù gặp tai nạn vậy đó, thì cô ngủ trong cái tâm mình đó, thấy nó an lạc, an lành hay không? Cô có thể cho con biết là lúc trước và lúc sau á, cái cảm giác như lúc thế nào? Lúc trước thì mình mần thì mình phải lo sợ rồi. Mà sau này mình nghĩ mần rồi không còn sợ gì nữa hết. Lo tu không ha? Lo tu. Nói ngay là tối ngày, buổi sáng là ăn cơm rồi thì sửa soạn. Đi với đoàn voi đó thì ở trên này thì 12 giờ rưỡi đi, còn ở dưới nhà dưới thì 1 giờ, hợp lại 1 giờ rưỡi đi, có khi đi tới chiều, bữa nào mà đám nhiều đó về, trời quá chặn dạng luôn, không thấy luôn. Thì tâm đám, 8-9 đám không? Dạ, vậy là cô đi cầu nguyện ha? Dạ, đi đọc cầu nguyện. Con giò đó cũng cổng thêm người nữa. Dạ. Ngay lúc đi á, thì lúc đó bị còn khỏe, thành ra đi đồng đạo nào mà không có xe thì chở. Dạ. Nhưng người sau bây giờ mình thấy mình hơi yếu rồi, không có đi nữa mà cũng không chở luôn. Dạ. Chứ mình sợ chở rồi lỡ gì á, mình đã có một giò rồi mà thêm nữa không biết nói sao. Dạ, vậy đó ha cô. Dạ. Dạ, thương quá ha. Rồi cô làm ơn cho con chia sẻ giùm con đó. Con thấy cô á là từ lúc đầu tới giờ chắp tay không à. Vậy là cô chắc là cô thường hay tu pháp môn tịnh độ hả cô? Dạ, ở nhà thì cúng xong rồi niệm Phật, bữa nào cũng vậy. Rồi gia đình của cô á, là hai người em của cô mất rồi đó, thì cũng niệm Phật vậy đó hả? Cái thì thằng thứ bảy á, nó cúng rồi nó cũng niệm Phật. Nó đau vậy chứ còn cúng không bỏ thời cúng nào hết trơn bỏ. Bỏ là bắt đầu đi nhập viện bỏ rồi, có 5 ngày sau mất. Rồi cũng cúng hoài. Thằng thứ út cũng vậy. Yeah. Là trong anh em đó là
năm người mà được ba người ăn chay đó. Còn hai người kia thì lúc đó nó thằng thứ sáu nó cũng ăn nhưng mà thời gian đau rồi cái nghỉ. Còn có giờ có thằng cậu thứ tư mà giờ cũng nghèo hoặc lắm rồi. Mà người đó thì chưa có ngã. Như vậy thì trong gia đình mình á, ăn chay từ trên xuống dưới vậy đó cô. Thì có ai mà biết trước được ngày giờ hay là từ giả trước vậy không cô? Có cậu Bảy nó nè, nó biết. Cái năm nó mần cái thơ, nó viết cái thơ, nó để lại. Đi, vâng, cho em xin lỗi. Hình như là đi sao chỉ thị hả chị? Mới đi đây. Lúc đó chỉ thị còn. Đi chăng chỉ thị luôn hả? Còn nhiều á. Dạ. Nó viết cái thơ, để lại, nó để ngày, để tháng. Tháng 5 mà 2018. Mà cha đi thì cha dặn dò gì con cố gắng con nghe. Rồi á, tới cái năm mà đi đó. Thì 2021 là nó chụp cái vô hình ở ngoài đó đó, chỗ đó đó. Nó nói tôi chụp cái vô hình sẵn rồi đi cúng nó cũng khoe hoài à. Khoe với người này người kia, nó nói tôi làm cái hình rồi đó. Mà thiệt tình y ra khi mất rồi là đem cái hình đó ra thờ luôn tới bây giờ. Dạ, vậy đó ha. Rồi hai vợ chồng nó tu cho hết không? Hai vợ chồng nó tu cho. Rồi cô làm ơn chia sẻ cái người nào mà nói với cô đó là khi mà chú thím mất rồi đó thì có người ta gặp đó, đã gặp nói đi tu là sao cô? Người ta nói cũng như là mới bằng đầu nó gặp người ta, nó trách người ta, nói tại sao mà không đi thăm nó. Rồi nó người ta mới nói mày còn trẻ mày không thăm tao mà già mà tao đi thăm mày sao được. Rồi nó nói bây giờ tôi không có được đi thăm. Bây giờ tụi tôi mắc đi học hết rồi. Đó, thì nó nói vậy. Là cái người đó cao tuổi hơn hả con? Người đó cao tuổi, người đó bây giờ bảy mấy rồi. À, vậy ha. Ừ. Bây giờ chấp vậy. Mà nhưng mà người đó có thăm không? Cái lúc bệnh rồi đó có thăm không? Lúc bệnh thì bà đó bà còn khỏe, bà cũng tới lui. Dạ. Ừ. Rồi chấp vậy là chấp cái thời gian sau này không đi thăm hay sao? Ừ, chấp cái lúc này nè. Mắc này không đi tới lui giếng nè. Cũng như từng thất rồi này kia đó mà không có tới đó. À vậy đó ha. Cũng như bà giờ lớn tuổi rồi. Mẹ mai tốt lắm. Vậy đó ha. Nếu mà để nói hơn là y bỏ y đi. Không có trả lời. Thí dụ y đứng đó đó mà nói sao ông Bảy ông đứng ông đạp con kiến, ông dòm xuống ông không thấy con kiến thì ông bỏ ông đi chỗ khác chứ ông không trả lời là tôi đâu có đạp mà chị nói tôi đạp. Chị này cũng vậy nữa. Tính tình tốt vậy đó. Vậy. Vậy thì cô hay khi mà cô hai công khu niệm Phật đó cô hai thì mình niệm Phật vậy đó làm sao niệm cho nhất tâm cô hai? Thì ngồi mình ráng cố gắng lên, mình kiềm cái tâm mình đừng có cho đi đâu nữa, mình niệm Phật hoài vậy thôi. Trong cái thời gian mình mà cái sức khỏe của mình được nhiêu thì mình làm nhiêu, bữa nào khỏe thì niệm nhiều, bữa nào mình không khỏe thì niệm ít. Nói vậy thôi. Cô niệm như vậy á, niệm ra tiếng hay là cô niệm thầm trong không, tâm không? Sao niệm cô? Trong tâm không à. Không có niệm ra tiếng đâu. Rồi như vậy á, thì khi mà có khi nào mà cô không niệm mà trong tâm cô tự động phát ra cái âm thanh niệm không cô? Niệm thì có, cũng có khi có. Cũng niệm hoài vậy. Có khi ban đêm ngủ không được thì cũng ngủ không được thì nhớ lợi nhiêu đó. Rồi cô trò chuyện rồi. Với con gì cô có niệm Phật trong tâm không? Bây giờ đang nói chuyện thì chưa có niệm được. Dạ, dạ. Có sao nó nói vậy? Có sao nói vậy? Sợ tội. Tại có người nó đang nói chuyện vẫn trong tâm vẫn niệm Phật. Con mới hỏi gì đó. Không. Vậy ha. Không có niệm được. Dạ, vậy là chắp tay vậy đó hả? Chắp tay vậy chứ chưa có niệm nghe vậy. Chưa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa cô, cô ngoài cô niệm Phật vậy đó, có khi nào mà cô gặp được Phật trong cái giấc chiêm bao của mình hay là gặp được thầy gì chưa mà con thấy cô tinh tấn vậy? Chưa. Niệm Phật chứ chưa có thấy. Ước mơ mà chưa có gặp. Ước mơ chưa gặp ha. Cũng như em xin cướp lời của chị và xin chặn ngăn cái lời của Châu Phú. Yeah. Chứ để em thôi nó qua cái bắt đầu nó mất một đoạn quý vị. Yeah. Khi mà cái người mà người ta nằm chim bao mà người ta thấy Phật đó là người ta sai người ta mới thấy Phật. Chứ để đừng có nghĩ rằng
để đừng có nghĩ rằng người ta tu đạt quả, đắc quả người ta thấy Phật. Không có. Khi mà tu mình làm đàng hoàng tử tế đi, không có ai đụng chạm tới mình. Tôi nói thiệt, thí dụ bây giờ đệ đi con đường thẳng của đệ không sai, không ai nhắc nhở đệ chứ. Còn đệ sai người ta mới cho đệ thấy rằng đệ tự suy nghĩ vậy 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 đó, nhớ mình thấy vậy đó đặng mình sửa. Đó. Còn bây giờ thí dụ bây giờ tôi nói cái thí dụ đi, dương gian âm phủ đồng nhất lý. Thí dụ đệ là một người dân giấy tờ đệ hợp lệ có công an nào hỏi đâu. Còn không có hợp lệ nay người này hỏi ngơi người kia hỏi. Nói gì? Còn cái người tu mà mình tu đó, quý vị đừng có nghĩ rằng nói tôi nằm chim bao, tôi thấy trên mạng đồ này kia cái nọ cũng thường nói tôi nằm chim bao, tôi thấy Phật thấy đồ. Quý vị nói như vậy là quý vị sai rồi đó. Mình tu đàng hoàng tử tế ít có thấy lắm. Thầy đâu có thời gian đâu, người ta để người ta đi hộ độ những cái người mà người ta mới gác. Thấy không? Đặng mà người ta lợi tới mấy cái đó, người ta nhắc nhở cho mấy người đó, người ta hăng hái lên. Còn mình đã hiểu, đã nắm hết rồi là ơn trên không có lo cho mình nữa. Còn mình nằm trên bao mình thấy là mình mơ mộng. Còn một số người nói tôi nằm trên bao, tôi thấy Đức Thầy, Đức Phật, đồ này kia nọ. Nếu nằm trên bao mà trúng vậy chắc tất cả thế gian này bao đánh số trúng hết trơn rồi. Nói thiệt, yeah. Đệ đừng có tin dị đoan như vậy. Không phải là tư sửa đệ là cái điều đó là sai. Tư nói thiệt với đệ đó ha. Những cái người mà lên mạng nói tôi nằm trên bao, tôi thấy cô đó, tôi cái điều này là tôi phản đối à. Tôi phản đối. Nó, nếu nằm trên bao mà trúng á, là người ta trúng số dữ lắm. Nó. Cho nên những cái người mà nằm trên bao thấy là những người đó đang bị sửa. Biết không? Là đang bị sửa đó. Cũng như thí dụ bây giờ nè, tôi nói Châu Phú đi, tôi nói Châu Phú tào lao. Thì bắt buộc người ta học Châu Phú vậy. Tôi phải gặp cô Tư. Đặng tôi cho cô Tư biết tôi không có, con không có tào lao mà cô Tư nói con tào lao. Còn tôi nói Châu Phú tốt. Đợi gì tới Châu Phú lại hỏi tôi. Vấn đề gì đó. Dạ. Yeah, thì tại vì á là con cũng có nghe và xem những cái mẫu chuyện đó cô. Có đôi lúc á nhiều khi các vị á tại vì Đức Thầy có câu dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nan dưỡng. Thì con nghĩ á, là tiên phàm ma quỷ súc sanh có đôi lúc có nhiều khi các vị tiên hay là các vị thần đó cô. Người ta làm cái điều gì đó người ta sai, cho nên người ta đầu thai lộn kiếp trở lại, người ta làm người. Rồi có, cũng có các vị Bồ Tát, người ta đầu thai trở lại, người ta làm con người của mình. Thì bởi vì bây giờ mới có là rất là nhiều mạnh thường quân chính là Bồ Tát thị hiện rồi, để giúp đỡ cho bà con khắp nơi. Đó, thì trong những cái vị Bồ Tát người ta đã chuyển kiếp trở lại đó, có đôi lúc đó, người ta đã quên người ta là Bồ Tát. Đó, người ta mới gặp được những cái mà huynh đệ của người ta hay là những cái bằng hữu người ta, cũng như cõi tiên hay cõi Phật vậy đó, để cho người ta thấy cái để mà cho người ta hồi ức lại, người ta nhớ lại cái kiếp của người ta, hay là người ta thấy bạn bè vậy đó, ta nói à vậy là mình có cái nhân duyên gặp được cái vị Phật này, vậy thì mình phải tu siết hơn nữa. Cũng có những cái lợi và cũng có những cái hại. Có người á, người ta vọng tưởng á, người ta cứ mơ màng, người ta muốn làm tiên, làm Phật, làm thần đó. Thì trong cái giọng của người ta gặp người ta sai. Còn cũng như là cô là tu chân chánh, cô không có mong cầu, nhưng mà tự động ơn trên người ta cho cô thấy. Giống như là bà cả đó, là mẹ của Đức Thầy đó cô, cũng nằm cái giấc chim bao đó, cũng thấy người ta dẫn bà đi tới một cái thảo nguyên, rồi đi tới cái ngọn núi đó. Thì bà thấy cái ngọn núi trắng ngang rồi, bà mới nói trời ơi cái tảng đá này cao quá vậy sao bà lên được. Thì tự động có một cái ông lạ mặt cũng như là sơn thần đó cho bà bay lên. Bà mới thấy nào hoa thơm cỏ mọc rồi đó, quá đẹp luôn. Đó thì người ta cho bà ăn cái đào đó, thì sau này bà sanh Đức Thầy. Hay là có Hoàng hậu Maya đó cô hai. Hoàng hậu Maya cũng trong giấc mơ thấy lạ thường đó, bạch tượng từ chốn không trung đó. Thì cũng là một cái giấc mơ, phải không? Cũng là có thật nhưng mà giấc mơ vọng tưởng và giấc mơ bình thường khác. Đó, nên là con thấy là trong những cái mẫu chuyện mà thời Phật Thích Ca và cho tới thời Đức Thầy cũng vẫn có chim bao. Nhưng mà 101.000 người đó là cái đó là sứ mạng của Đức Như Lai đã người ta đã sai xuống. Sai xuống dưới này.
Rồi bắt đầu á là tới cái ngày đó người ta mới cho nhớ lại là coi như là nhiều lắm mới được một hai người như vậy. Thì cũng có. Nhưng mà gì? Cũng ít thôi. Tại vì á là cũng có nhiều người vậy, Châu Phú thấy, nhưng mà cũng như con nè. Thật tình ra đó là con không có thấy được hình tướng, mà là hôm đó đó con thấy mẹ Quan Thế Âm đứng ở ngoài mưa gió quá đi, con lại con cũng thăm các vị đồng đạo tu sĩ vậy nè, mà chỗ đó là sư với ni, thì con thấy tại sao mà tượng mẹ hư hết trơn vậy, bể hết trơn à. Đó là đi chung với cô Năm Thảo nha, đi phát quà vậy đó. Con mới lại là con đại diện cho Mạnh Thường Quân để mà con xin phép để làm cái ngôi để mà che mẹ lại, rồi thỉnh cốt của mẹ đó để mà cho trang nghiêm trở lại. Thì cái ngày đó con trùng cái lịch khi mà tới nhiệm thu cúng đó, thì con đi phát cứu trợ người nghèo cái lúc mà dịch đó, thì tối con lại con ngủ con cũng không có vọng tưởng, không có nhớ luôn nữa. Con nói cô Năm làm ơn thắp giùm con nén hương đi. Tối tự nhiên cái con thấy ở trong cái tường á ra cái hình mẹ Quan Âm, nhưng mà con không thấy được mặt nha. Thì con giật mình thức dậy, ủa ta sao thấy cái tướng của mẹ ta. Thì qua sáng hôm sau con mới nhớ chực lại là mình có an tư vị tưởng chỗ à. Đó nè, mình an vị chỗ đó như mà mình như mình có để ý nãy rồi đó. Và mình an vị, mình an vị rồi mà mình không suy nghĩ tới. Đó thành ra là cũng như á, là cái ý là mẹ cũng như là mẹ thị hiện nhẹ cái là mẹ đã có cái ngôi rồi. À, chứ con cũng đâu có mong cầu là con thỉnh mẹ vô trong đó con sẽ được cái này kia đâu ạ. À. Con không có suy nghĩ. Thì mình thì vậy dạ. Đó, mình là người tu với người nằm trong phước thiện mà rõ dạ. Ràng là như vậy đó. Dạ. Không có quan tâm. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú quay đó thì gửi đến quý vị những video rồi á, là Châu Phú cũng là tâm phàm ha. Đó, cô Tư cũng là tâm phàm cũng đang sửa, cô Hai cũng đang sửa, cô Hai cơ bộ điềm tĩnh hơn nha, tu lâu hơn, đó, cho nên đó là khi mà có những cái câu nào mà làm Phật lòng quý cô chú anh chị thì mong quan hỷ bỏ qua, Châu Phú chỉ là người đưa tin thôi, khách quan, còn có điều chi sơ sót thì cứ comment để mà chỉ dẫn Châu Phú cùng với các cô mà mình trao đổi cố gắng tu tập tốt hơn. Nay con xin đại diện cho Mạnh Thường Quân, hôm nay là con đi hỗ trợ cho quán cơm chay từ thiện chỗ Núi Cấm là quán cơm chay Hai Dũng hết 8 triệu rồi. Bây giờ Châu Phú chừa lại 4 triệu để mà hỗ trợ cho cô Hai. Nhưng mà cái lúc mà làm sổ vậy thì Châu Phú nhớ là có chị Vi ở bên Mỹ gửi 1 triệu để hỗ trợ quán cơm chay cùng với cô Hai luôn. Mà Châu Phú chưa có ghi vô. Thứ tiếp tục nữa thì cái người tu là có phước quý vị. Trong khi mà Châu Phú đi tới đây nhớ tên liền. Đó, anh Tuấn Lam và anh chị Tuấn Lam đó ở Mỹ gửi 500 nữa hỗ trợ cho cô Hai cùng với chạy cơm. Thứ 26 nữa thì chị Phượng thành phố mới vừa gửi thêm 500 và 400 ngàn mua gạo, 20 kg gạo hoặc là hơn, mua hết 400 thôi. Nay Châu Phú xin đọc danh sách này hỗ trợ vừa cơm chay rồi vừa hỗ trợ cho người tu luôn nhé vậy. Thứ nhất là Zalo Trăng Khánh Mạnh Thường Quân 500. Thứ nhì Zalo chị Thúy Lê Mạnh Thường Quân 500 hồi hướng cho mẹ bà Lê Thị Sương sinh năm 1962. Thứ ba Zalo cô Út Cù Lao Nhỏ 500. Thứ tư bác Phúc Văn Ông gửi dùm bác Lý Phát Thành 500. Thứ năm quay bờ Diane Quỳnh Tô 500. Thứ sáu Zalo cô Lượng Lê Thị Lánh pháp danh Diệu Lượng 500. Thứ bảy bà Nguyễn Thị Đẩu pháp danh Diệu Sưng 500. Thứ 8 quay bờ chị Kiều Lê Canada 500. Thứ 9 chị Úc Đài Loan 1 triệu. Thứ 10 khoai tham cô Tâm ở Mỹ 500. Thứ 11 quay bờ Rét Đổ và anh Nguyễn Quang Linh 500. Thứ 12 Zalo cô Tuyến Nguyễn ở Cali Mỹ 500. Thứ 13 Facebook Thanh Thủy 500. Thứ 14 Zalo Kim Tiêu chị Tiêu Kim Tho 500. Thứ 15 chị Mỹ Trân ở Mỹ 500. Thứ 16 Facebook Thảo Galet Gali 500. Đọc tiếng Anh dở có gì mà quý vị thông cảm. Có biết gì đâu. Thứ 17 quay bờ Thu Lê pháp danh Nguyên Trang 500 và hồi hướng cho mẹ bà Lê Thị Lánh pháp danh Tâm Hiền. Thứ 18 Zalo chị Hồng Nhan Đài Loan 500. Thứ 19 Zalo Nguyên Trung 500. Thứ 20 quay bờ Lương Phan Cô Tư 500. Thứ 21 chú Hiếu ở Mỹ 500. Thứ 22 cô Thúy Hương ở Mỹ 500.
thứ 23 Zalo Văn Nguyễn gửi vợ cho Phú 500, thứ 24 chị Vi ở Mỹ 1 triệu, thứ 25 anh Tuấn Lam ở Mỹ 500, thứ 26 chị Phượng thành phố 500 và gửi 400.000 mua 20 ký gạo thì mua hết thôi. Tổng số tiền là 14 triệu đồng cho Phú đã hỗ trợ cho bên quán cơm chay Từ Tâm bên núi Cấm của cô Hai Dũng là 8 triệu. Nay cho Phú còn giữ lại đây là 5 để coi ta 14 triệu. 14 triệu trừ cho 8 triệu còn lại 6 triệu. Đúng rồi. Để coi 12 triệu nè. 12 triệu là tổng cái này, 13 triệu. 14 triệu. Đúng rồi, còn lại 6 triệu đồng. Rồi con xin đại diện cho Mạnh Thường Quân gửi 6 triệu đồng và 400.000 để nhờ cô Tư sẽ mua giùm cho con gạo để mà gửi lại cho cô Hai giùm ha. Bây giờ con xin đại diện Mạnh Thường Quân gửi 6 triệu trước. 1 2 3 4 5 Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin đại diện Mạnh Thường Quân gửi 6 triệu đồng cho cô Hai. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc này thì sự thật mà nói ra đó, 6 triệu đồng này mà quý vị góp sức lợi để mà hộ cho bà chị mình đó, thì coi như là cỡ bạc trăm bạc tỷ đó quý vị. Dạ. Thì 6 triệu này đối với tôi là bây giờ nó rất lớn. Dạ. Trước kia thì mình cũng có. Nhưng mà bây giờ từ hồi lên đây tới giờ em rồi mẹ nữa bây giờ hết rồi, không còn gì hết. Yeah. Bây giờ là trắng rồi đó. Vậy câu gửi lại đa tạ Mạnh Thường Quân. Tôi cũng cảm ơn các chị hết. Yeah. Cảm ơn đủ. Bây giờ tôi... Trong nước và ngoài nước ha. Ừ, trong nước và ngoài nước. Chúc quý vị là được nhiều sức khỏe. Sao nữa? Sao nữa? Rồi làm ăn thuận lợi đi ha. Dạ. Dạ dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Tấn tài, tấn lợi, tấn bình an. Tấn tới, tấn lui. Lên niết bàn. Dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn cô Hai. Rồi tiếp tục thì con gửi 400.000 cô có thể mua giùm con gạo phần đó ha. Tại vì mình vô đây rồi á, mình mới nhận được cuộc gọi ha. Lúc nãy Châu Phú gọi cho cô Phượng. Đúng rồi, chị Phượng đó, không được quý vị. Rồi vô tới đây rồi á, là chị Phượng gọi lại liền đó. Thì đây là cái duyên rõ ràng. Cho nên á, Châu Phú chân thành cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã có những cái tấm lòng để mà dành dụm của mình đó vị. Ăn chay, rồi tiết kiệm, rồi gửi cho Châu Phú để giúp cho bà con đúng lúc, kịp thời quý vị. Thì Châu Phú cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đang xem trang mạng luôn. Nguyện cầu ơn trên mười phương chư Phật sẽ gia hộ cho gia đình quý vị, phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương, và công việc làm ăn của quý vị càng ngày càng hanh thông, làm ăn thuận lợi phát triển để có tiền để giúp đỡ cho bà con hoài hoài. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Tư, cảm ơn cô Hai, cảm ơn chị Phượng, cảm ơn Châu Phú nhiều nha. Chị Liên nha. Cảm ơn Châu Phú nhiều lắm nha. Nhờ Châu Phú chứ không có nhờ Châu Phú thì chắc có lẽ là cũng không có được đó là cái lộc tài như vậy. Tôi nói chị là cũng như là con một cha đó quý vị, chứ không phải là chị ruột mà cũng không phải bà con. Như mình trong khi chị độc em tôn, đạo với nhau. Mà trong khi chị đã không có, nói thiệt là bữa nay là không có đồng xu đó. Tiền là một tiền này là tiền đi lãnh tiền trước ba cái quyền đó đó, chỉ có điện nói. Thành ra bây giờ cái số tiền này rất là lớn đối với chị. Thì trong cái đồng đạo chung với nhau và cái tình người với nhau thì tôi cũng là góp chung với chị, đồng là cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân ở trong cái clip của Châu Phú này. Và Châu Phú là một cái nhịp cầu rất là to lớn trong cái con đường phước thiện. Thì tôi cũng xin là cầu chúc cho tất cả cô bác anh chị em lớn nhỏ để mà cùng với là Châu Phú làm những cái việc thiện này hiếm có lắm quý vị. Cái này là cũng như là mỗi người đều có một cái sứ mạng của Như Lai đặt.
chứ ai cũng quý trọng đồng tiền, mà quý vị là không nghĩ tới nghĩ cái tình thương và cái đạo đức mà buông ra cái tiền của để hỗ trợ như vậy. Thì tôi cũng không quên chúc tất cả được là bình an vô sự, là và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn, để mình cùng nhau về Tây Phương gặp Phật gặp Thầy quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, chào quý vị.